Rồi bắt đầu vào bài chạy nâng cao gối chạm tay ngang hông. Với cái bài tập này các bạn đầu tiên là phải để tay ngang hông, tại vì cái tay của bạn sẽ là một cái mức để yêu cầu các bạn chạy nâng cao gối kéo lên cao và chạm phần tay. Hãy giữ nguyên phần tay ở đây, lên xuống đáp bằng mũi chân. Với ví dụ bài tập của bạn mà có 20 cái hay là 30 cái, hãy coi cái số lần trong lịch tập của bạn và số lần đó hãy đếm cho mỗi bên chứ không phải là số lần đó đếm cho hai bên nha. Rồi ví dụ giờ 20 cái chạy ngang tay ngang hông sẽ như thế này: 4 5 6 7. Thấp được gối kéo lên, thấp được gối kéo lên, thấp được gối kéo lên, thấp được gối kéo lên. Hãy kéo lên, kéo lên. Nhớ nha, kéo thì gối thì cao lên. Để tay ngang ngực cũng được. Đó, để tay ngang ngực cũng được. Sau đó khó rất là cao. Rồi, hãy cố gắng tăng lên, 20 cái rồi. Hít thở đều ở bài tập này.